Trình chung kết khu vực Bước Vào City 2011 đã dừng chân tại địa điểm cuối cùng, thủ đô Hà Nội. 6 tiết mục xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn từ 20 phần thi để tham gia vòng thi đặc biệt. Sẽ là đại diện cho Bước Vào City Hà Nội tham gia vòng chung kết quốc gia để giành giải thưởng kỷ lục 100 triệu đồng. Liệu lần này biên đạo từ Canada John Whedon, biên đạo từ Anh Quốc Hà Lê, huấn luyện viên Dansport của Hoài Anh và nữ ca sĩ Phương Thanh có đưa ra được những quyết định bất ngờ nào nữa không? Hãy cùng khám phá Bước Vào City 2011 vòng chung kết khu vực Hà Nội nào. Các bạn hẳn còn nhớ sự thể hiện xuất sắc của các thí sinh nhí tại vòng sơ loại khu vực Hà Nội chứ. Đây là một tiết mục đã từng tham gia vòng thi sơ loại, nhưng mà vì các bạn có độ tuổi chưa đủ nên theo đúng tiêu chí cuộc thi thì không được quyền tham gia. Bạn nam bao nhiêu, bạn nữ bao nhiêu? Nữ là 7 tuổi và nam là 8 tuổi hả? Nhưng mà vì các bạn có tài năng quá đi, và thủ tướng tôi rất là yêu mến phần thực diễn của các bạn, nên mong muốn lại giới thiệu đến toàn thể các bạn và đặc biệt là đầu sân chơi của Bước Vào City ngày hôm nay. Oh my life. That's dance sport, baby. Tụi em tập với nhau xong chưa? Tụi em tập với nhau cũng được 5 năm rồi.
điều chỉnh thêm một chút xíu nữa thôi và giữ nguyên cái tinh thần này đi thẳng vào vòng.